Giờ chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với cái người thứ hai sẽ chia sẻ với chúng ta là cô Võ Thị Mót. Mời cô. Dạ, xin kính chào thầy, kính chào quý thầy, kính chào quý vị Phật tử. Tôi ở quận 7, Sài Gòn. Tôi nói ngắn gọn về bệnh trạng và những cái thời gian trị bệnh theo phương pháp Osawa, cũng như một số kinh nghiệm. Thì tôi mới chỉ được khoảng 7 tháng nay thôi là tôi ăn gạo lứt quý mè. Thời gian ăn số 7 chỉ là 8 tuần. Hiện tại thì tôi ăn dạng dưỡng sinh. Cách đây 10 năm. Trước đây thì tôi cũng ốm yếu nhưng mà không bệnh gì là lớn, không bệnh gì quan trọng. Nhưng rồi thì cũng có chồng sinh con cũng khỏe mạnh bình thường. Nhưng năm 37 tuổi thì hai chân tôi nó có vấn đề. Tôi lúc đầu tôi nghĩ rằng đó là do nghề nghiệp tôi đứng hơi nhiều. Các mạch máu, những mạch máu nhỏ ngoài da nó bị giống như là nó vỡ ra, thì nó lắm tấm như là con nít bị xuất huyết vậy. Nó bị đỏ thôi. Thì nhiều cái lắm tấm như vậy nó mới giống như nó dồn lại một chỗ rồi nó bung ra ngoài da, dày cái da lên, đen đầu đi, và sau đó thì bóc cái mài đó như một cái mài ghẻ. Rồi hết một ngày tới một khác, bình thường cứ như vậy mà không đau nhức, không ngứa. Thì tôi vẫn đi làm bình thường. Thì có lẽ là đi đứng nhiều như vậy thì nó sẽ bị dở ra nhiều hơn. Thì nhiều bác sĩ giỏi ở Sài Gòn, người thì chẩn đoán bệnh này, người chẩn đoán bệnh kia. Đến khoảng 5-6 tháng sau thì có một bác sĩ về da liễu, cô này mới, tôi nghĩ là cô đoán đúng bệnh nhất. Đó là cô nói tôi bị tắc nghẽn những cái mạch máu ở da hai bàn chân. Cho nên cô nói là cái bệnh này nó hiếm, nên không có phương pháp điều trị. Thực y học hiện tại không biết tại sao cái thành mạch của tôi bị yếu, nghĩa là nó dễ dở. Nó bình thường thí dụ như quý vị Phật tử đi, mình đi làm suốt ngày mang giày thì về nhà chân mình nó múp lên, nghĩa là máu nó, lượng máu nó dồn về chân nhiều thì nó sẽ hơi sưng lên, thì mình nằm nghỉ thì nó sẽ chảy lại bình thường. Thì còn tôi thì chỉ là thấy nó máu nó dồn xuống chân nhiều một chút là nó bể mạch ra, cứ bể mạch ra như vậy. Nếu mà nhiều vết bể ra như vậy thì nó sẽ bị sưng cái chân mình lên, đi lại mình vẫn phải đi làm bình thường, nó sẽ sưng cái chân lên. Thì tôi trị bệnh rất nhiều và suốt trong 10 năm như vậy, tôi uống hết bác sĩ này đến bác sĩ khác. Đến cái bác sĩ mà da liễu đó thì tôi không uống thuốc tây nữa, mà tôi chỉ, cô bác sĩ này chỉ cho tôi uống đắp lông thôi. Đắp lông là một cái dạng thuốc tây mà uống để bền thành mạch, chứ không có thuốc gì để trị. Nói chung là người ta không biết tại sao cái thành mạch tôi yếu, dễ dở. Thì rồi sau đó thì tôi uống sang thuốc Bắc, thuốc Nam. Mà mỗi thứ thuốc, mỗi thầy như vậy tôi đều uống nhiều tháng chứ không phải là một tháng. Giờ thậm chí năm 2008 tôi có đi Bắc Kinh và cũng khám ở Đồng Nhân Đường, nếu quý vị có đến đó thì biết rồi đó. Thì giờ sau đó về tôi cũng lấy thuốc tiếp tục về uống trong vòng mấy tháng như vậy cũng không có kết quả. Thì tháng 8 năm 2008 vừa rồi, thì lúc đó chân tôi nó bể ra nhiều mục dữ lắm. Cho nên là đi lại cũng khó khăn. Thì trước đó tôi có nghe gia đình nói là ở chùa Long Hương có hướng dẫn ăn theo gạo lứt muối mè. Thế là cũng trụ trừ lắm, người nhà cũng đốc thúc dữ lắm. Nhưng mà tôi nghĩ được ngán lắm, sợ là mình không làm nổi. Thế là đến khoảng cuối tháng 8 thì tôi có lên đây và gặp thầy Tuệ Hải. Thì thầy có cho bảo là ăn 3 tháng hướng dẫn như này. Xong thì tôi về, ăn 3 tuần. Thì tôi về tôi ăn 3 tuần, sau đó lại lên gặp thầy thì thầy hướng dẫn tiếp. Thì tôi thấy sau 1 tháng thì tất cả các vết lỡ ra đó nó lành và nó không có vết mới bể ra tiếp. Và đến bây giờ là được 7 tháng thì không có cái vết nào nó bể ra nữa. Thì hiện tại thì tôi ăn dạng là ăn như thế này là sáng 5 giờ rưỡi tôi dậy tôi nấu gạo lứt. Nấu thì quy trình nó, nếu đúng theo quy trình hết thì nó khoảng 1 tiếng rưỡi rồi. Kể cả những cái giai đoạn mình ngừng thì
Sau đó 7 giờ thì tôi đem theo vào cơ quan, tôi cứ ăn buổi sáng và ăn buổi trưa. Buổi chiều về thì tôi ăn cơm với gia đình bình thường, với chồng con. Cuối tuần có thể ăn cũng bình thường. Nhưng cách đây 2 tuần có đến tạ ơn Đức Phật ở đây, tạ ơn Ngài Osawa và tạ ơn Thầy Tuệ Hải. Thì Thầy có nói là đừng ăn thịt nữa, ăn thịt đi nữa nó lại trở lại bệnh cũ. Cho nên 2 tuần nay tôi không ăn thịt nữa. Và dần dần tôi nghĩ rằng có thể là tôi sẽ ăn ít cá tôm đi, hoặc là chỉ có thể ăn cá tôm nhỏ nhỏ thôi, thì có thể là mình sẽ duy trì được sức khỏe tốt. Thì cái tôi cũng nói cái kinh nghiệm, tôi nghĩ là ý chí là một chuyện, còn có duyên hay không nữa là một chuyện khác nữa. Theo trường hợp của tôi thì tôi nghĩ là tôi có duyên với phương pháp gạo lứt muối mè. Như thế này, cái ngày tôi đến chùa được thầy hướng dẫn thì 3 ngày sau tôi mới bắt đầu ăn gạo lứt, là ngày 20 tháng 8. Thì tôi chuẩn bị 2 ngày để tôi ăn những cái món mà tôi thích, những để biết đâu mình bắt đầu mình ăn vô thì mình lấy thèm thì sao. Thì 2 ngày đó tôi tìm hết những cái món nào trước đây mình thích tôi ăn. Xong đến cái ngày đó là tôi còn nhớ ngày thứ 7, là ngày đó tôi không đi làm ở nhà, sáng tôi ăn gạo lứt nha. Đến trưa thì tại vì có đứa em ở dưới quê lên, tôi mới đãi nó ăn bánh cái gì gỏi cuốn thịt tôm luộc á mà. Thì mọi người cùng ăn vui vẻ, tôi ngồi tôi ngay nhậu lứt, tôi nói trời ơi, tại sao ngày hôm qua mình không nhớ cái món này mà mình ăn nhờ. Tôi cảm thấy tôi thèm ghê lắm. Đến chiều tôi thấy người ta ăn bánh cái gì mà bánh bột mà có nước mắm, tôi nói trời ơi, sao hôm qua mình không nhớ mình ăn bánh ít trần như nước mắm nha. Ôi tôi thèm đến như vậy á, là mới chưa được một ngày nữa. Nhưng mà tối đến thì đi ngủ sáng hôm sau và đến bây giờ tôi không thèm gì hết. Thì tôi nghĩ là tôi có duyên. Chỉ có một ngày một đêm đó, đến sáng ngủ đến sáng hôm sau, thì tôi ăn được tất cả là 8 tuần, 56 ngày. Đó. Thì sau đó thì tôi ăn ra là ăn theo phương pháp số 7. Thì chỉ đúng là giờ tôi nghĩ cái kinh nghiệm là như thế này quý vị ạ. Nếu chúng ta làm gì thì nên làm theo đúng phương pháp. Như vậy quý vị sẽ tiết kiệm được thời gian, tiết kiệm được công sức rất là nhiều. Ở chùa Long Hương có phát hành một cái cuốn sổ tay nhỏ nhỏ. Nếu quý vị không có thời gian để đọc sách nhiều, thêm nhiều sách khác, thì quý vị áp dụng đúng theo cái cuốn sổ tay mà ở chỗ bàn thư ký người ta có in đó. Đó, quý vị xin nó nấu gạo lứt theo đúng phương pháp. Có thể tùy theo cái vật liệu mà mình có, nhưng quý vị nấu đúng thì gạo lứt ăn rất ngon. Có thể là trong đó người ta có hướng dẫn là cách tốt nhất là chưng cách thủy bằng nồi áp suất, thí dụ vậy. Mà nếu mình không có nồi áp suất thì mình có thể chưng cách thủy hay là gì gì mà theo cái đó hướng dẫn ha. Thì như vậy mình ăn nó sẽ tốt hơn. Và cách nhai cũng vậy, tôi làm rất là bài bản, nên là tôi phải ngậm miệng lại, nhai không hở miệng, nhai cho nó tan thành sữa thành nước rồi mới nuốt một lần. Tôi làm đúng bài bản nhất. Và tại vì tôi từ ngày thứ 2 trở đi tôi không thèm gì hết, cho nên tôi không có bất kỳ một cái thứ ăn nào đó trước mặt tôi không có cảm giác là thèm gì hết. Cho nên là không phải dằn lòng, không phải dằn lòng gì hết. Cho nên tôi nghĩ là tôi có duyên. Chứ thí dụ như nếu mà tôi chỉ ăn được 2 tuần mà lỡ như đi ngoài đường mà tôi bị mưa hay gì đó ha, bị trúng mưa gì, về tôi cảm sốt cao lên, thì lúc đó tôi nghĩ là chắc người nhà tôi phải bắt tôi uống thuốc, như vậy là bị ngưng cái quá trình đó rồi. Hoặc là thí dụ như giờ tôi ăn được 3-4 ngày đi mà tôi bị chó cắn đi chẳng hạn, lúc đó tôi nghĩ vậy, tôi bị chó cắn rồi liệu tôi có dám là không đi chích ngừa không. Mà nếu mình chích ngừa thì rõ ràng là cái quá trình mình ăn nó cũng bị ngưng lại đó, rồi bắt đầu một cái giai đoạn mới nữa thì có được hay không đó. Cho nên là tôi nghĩ là tôi có duyên đó. Thì ăn uống gì vậy, thậm chí đến tới tuần thứ 5 tôi nằm mơ cái tôi thấy tôi ăn tầm 7 cái gì đó rồi tôi khóc quá trời luôn, là giống như là tôi trời ơi, uổng quá công sức của mình bao nhiêu lâu là như vậy đó. Thì hiện tại là tôi cũng ăn theo phương pháp dưỡng sinh như vậy để duy trì cái sức khỏe của mình. Cho nên tôi muốn nói với quý vị là cố gắng mình làm cái gì đó đúng phương pháp, đúng bài bản thì nó sẽ đạt kết quả tốt hơn, đỡ mất công sức, đỡ mất thời gian.
Dạ, quý vị chú ý giùm tôi là cái chuyện ăn ra giống như thầy Tuệ Hải nói cũng rất là quan trọng. Không phải mình ăn xong được mấy tuần nữa cái muốn ăn ra là ăn bình thường đâu. Thì phải ăn từ từ bằng rau, củ, rau một ít rồi củ một ít hay gì gì, dần dần mấy ngày sau thì mới được ăn một ít tôm gì gì đó, rồi một ít cá. Chứ đừng có ăn xong, ăn số 7 rồi cái sau đó lại ăn ra liền bằng thịt cá thì rất là nguy hiểm. Tôi chỉ có mấy lời xin đợi ơn thầy, xin cảm ơn quý vị Phật tử đã lắng nghe. Người phát biểu kế tiếp là chú Trần Kim Anh ở quận 10. Kính thưa Đại Đức Thích Tuệ Hải trụ trì chùa Long Hương, kính thưa chư Tôn Đức Tăng Ni Phật tử cùng các huynh đệ. Trước hết, tôi cầu xin chư Phật ơn trên gia hộ cho tất cả chư vị được sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc, trí tuệ được phát triển sáng suốt và sớm thành công trên con đường tu tập của mình. Hôm nay nhân ngày giỗ tổ, hôm nay nhân ngày giỗ của Tiên Sư Nosawa, chúng tôi cũng xin tri ân công đức của Ngài đã để lại cho hậu thế. Đó là cái phương pháp dưỡng sinh, ăn gạo lứt muối mè, và đồng thời chúng tôi cũng tri ân công đức của Thầy Tuệ Hải, người đã không mệt mỏi, đã phổ biến cái phương pháp này đến cho tất cả mọi người, để mong rằng cái sức khỏe mọi người ngày càng tốt và được sớm thành công trên con đường tu tập của mình. Hôm nay tôi xin được báo cáo cái tình trạng, cái sức khỏe của tôi sau khi ăn theo phương pháp gạo lứt muối mè. Tôi Trần Kim Anh, 60 tuổi, hiện ngụ tại quận 11, đang làm ở trong ngành ngân hàng. Thì căn bệnh của tôi là bệnh gút, tiếng Anh là gout, tiếng Việt của mình gọi là bệnh thống phong. Cái bệnh này nó chỉ xảy vào ban đêm thôi, và nó đau có thể là đến mức là chúng ta có thể nếu mà cầm cái dao hoặc là con rựa chặt đứt cái bàn chân nó không đau không chết thì chúng ta sẵn sàng làm. Nó đau đến nỗi mà để một cái tờ giấy lên chỗ cái khớp đó nó vẫn đau. Thì căn bệnh của tôi đã bị khoảng trên 20 năm. Thì khoảng hôm trước tháng 10 năm 2008 tôi có đến gặp thầy, và trước đó thì cũng có nghe băng đĩa của thầy và đọc sách, thì chúng tôi đã quyết định là ăn theo phương pháp dưỡng sinh, theo phương pháp gạo lứt muối mè. Thì cái phương pháp này thì khỏi nói thì tất cả các vị cũng đã biết rồi. Tôi ăn trong vòng khoảng 10 ngày đầu đó, nó đúng y như trong cái sổ tay thôi, tức là nó hành hạ tôi như là tôi ở trong cái tình trạng là tôi đang cai nghiện ma túy vậy. Tức là những cái khớp nó đau như thế nào thì nó cứ chu kỳ nó đi. Nó đi qua những cái từ cái khớp ngón cái cho đến mắt cá rồi đến khớp gối. Nó đau xong cái chân phải thì nó nhảy qua chân trái. Chân trái nó nhảy qua chân phải. Nó làm nó hành như vậy thì khoảng 4 lần như vậy. Thì 4 lần cái khoảng này thì nó cũng đồng với lại cái khoảng thời gian mà tôi cố gắng ăn. Tức là 150 ngày đến 100, hôm nay là hơn 160 ngày. Thì tôi thỉnh thoảng là tôi cứ bị hành như vậy, tôi không hiểu là tại sao nó không hết mà nó cứ hành như vậy. Thì thỉnh thoảng tôi vẫn gọi điện thoại để hỏi thăm thầy, tức là cái người đã có kinh nghiệm và đi trước. Thầy khuyên là tôi cố gắng và thân tâm hãy cố giữ cho nó an lạc và cố gắng ăn duy trì. Thì khoảng ngày 20 tháng 3 vừa rồi đó, thì tôi đi xét nghiệm. Thì tất cả mọi cái chỉ số đều trắng hết. Những cái bệnh trước đó của tôi không nói, tại vì hôm nay tôi báo cáo cái chủ đề chính là cái bệnh gút đó. Thì trước đó tôi bị viêm gan B, thì viêm gan B cũng đã hết. Gan và máu nhiễm mỡ ở cái lứa tuổi này tất cả chư vị ở dưới cũng đều biết rõ, từ 40 tuổi trở lên là gan cũng nhiễm mỡ, ai cũng nhiễm mỡ cả. Thì gan nhiễm mỡ và máu nhiễm mỡ cũng đều hết luôn. Thì cái chỉ số
cái tôi cũng có photo cho thầy một cái bản kết quả xét nghiệm của tôi. Nhưng mà nó có một cái điều là lúc mà tôi đi khám, tôi đi xét nghiệm và tôi đồng thời tôi khám luôn đó, thì tôi có nói với bác sĩ như thế này là: thưa bác sĩ, tại sao là các chỉ số về cái công thức máu, tức là hồng cầu và bạch cầu ở trong máu nó đủ, và các chỉ số của các bệnh đó, nó đều ở dưới mức trung bình cả, nhưng mà tại sao tôi lại ốm và tôi bị xanh như thế này? Thì bác sĩ lắc đầu thôi. Bác sĩ nói tôi cũng không biết nữa, bây giờ tôi chỉ có nữa là tôi cho anh thuốc bổ để anh uống để anh tăng lực. Nhưng mà mình đâu có nói là, tôi xin lỗi là tôi không nói tôi ăn gạo lứt muối mè, tôi không em dám nói là tôi không bao giờ uống thuốc. Mà đúng là thật sự đến giờ phút hôm nay là vượt qua căn bệnh này, tôi chưa bao giờ uống một viên thuốc của cái bệnh gút cả, tôi đành phải bỏ hoặc đi biếu cho lại cho những người khác. Thì nói như vậy để cho tất cả các vị thấy rõ là cái sự kỳ diệu, cái màu nhiệm của cái phương pháp thực dưỡng này, để cho các vị vững tin và áp dụng nó. Mà tôi nghĩ rằng không phải cái bệnh của mình không, ví dụ cái bệnh đau thận chẳng hạn, trong cơ thể các vị những cái bệnh khác này nữa, thì trong suốt thời gian ăn đúng theo cái phương pháp á, mà thầy đã hướng dẫn trong cái sổ tay đó, thì tôi nghĩ rằng tất cả mọi bệnh khác đều tiêu trừ. Cho nên một lần nữa tôi chỉ có một cái yêu cầu xin phép thầy Tuệ Hải và yêu cầu tất cả các vị, trước khi mình bưng cái bát cơm mình ăn thì mình dành một phút mình tâm niệm để tri ân cái công đức của tiên sinh Osawa đã để lại cái phương pháp dưỡng sinh này, và đồng thời cũng mặc niệm tưởng nhớ đến công lao của thầy Tuệ Hải đã không quản ngại những khó khăn nhọc nhằn để mà phát triển cái phổ biến cái phương pháp này đến cho mọi người. Sau cùng tôi chân thành cảm ơn tất cả các vị và chúc sức khỏe các vị được bình an, thân tâm an lạc và thành tựu trong vấn đề tu tập của mình. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn anh Kim Minh. Bây giờ tới cái người kế tiếp là Liễu Mẫn Bình, pháp danh là Minh Nguyên. Đây là một cái nhân vật mà ăn số 7 dài nhất, lâu nhất từ trước đến giờ. Sao thì chúng tôi hướng dẫn từ trước đến giờ người ta nói là ăn gạo lứt muối mè là nó sẽ bị mất chất, bị mất sức, bị kiệt sức. Nhưng mà chúng tôi xin giới thiệu đây là một cái người đã ăn số 7 kéo dài hơn 11 tháng rồi. Xin mời cô trình bày để cho người ta thấy rằng ăn không gạo lứt muối mè không có nghĩa là bị mất chất. Xin mời cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và con xin kính bạch thầy. Con tên là Liêu Mẫn Bình, pháp danh của con tên là Minh Nguyên. Con ở đường 242-78 đường Nguyễn Thiện Thực, phường 3, quận 3. Con có 6 chứng bệnh, và con bị viêm son và sạn thận, đau bao tử và bị u xơ, và con bị máu phong mà con gãi dữ lắm, và và con bị abidan, mà lúc con ăn phương pháp này con ăn được 30 mấy bữa mà con bị triệu chứng là đau nhức người, và con bị sốt dữ lắm, con không lên tiếng được. Và cho nên con mới gọi điện hỏi thầy, thầy từ bi và trả lời là ăn số 7 là có cái triệu chứng là tốt. Rồi đà con ăn tiếp đến 49 ngày là con đi xét nghiệm đã hết bệnh. Và cho nên con ăn tiếp đến 55 ngày là con ăn ra. Và xong rồi con ăn rộng ra và con ăn tiếp gạo lứt muối mè, và con ăn cũng được 20 mấy hôm mà cũng được 2 lần như vậy. Và đến đầu năm 2008 là con ăn gạo lứt muối mè là suốt đến bây giờ luôn. Và con thấy con lên được 8 kg. Con mới hỏi thầy tại sao con ăn gạo lứt muối mè mà con lên được 8 kg, con không hiểu. Thầy nói hết bệnh là được ăn là nó sẽ lên ký, không thành vấn đề. Và con đã, và cái phương pháp này và ăn con trong 1 năm và con thay đổi rất là nhiều. Và cuộc sống của con hay là vật chất gì đó con thay đổi hoàn toàn.
Và con cầu mong, cầu xin bà con cô bác ở đây là cố gắng ăn cái phương pháp này, và trong lúc gian nan và phải cố gắng vượt qua những cái khó khăn. Con xin tạ ơn Tam Bảo và tạ ơn Thầy và tạ ơn Tiên Sinh Osawa. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị thấy cái người ăn gạo lứt muối mè từ hồi tháng 2 hả? Tháng 2 2008 tới giờ là tháng 3 2009 rồi phải không? Là giáp năm rồi. Thấy nước da sao? Thấy da rất là đẹp đúng không? Chứ không phải là ăn để bị mất sức giống như là những cái lời đồn. Bây giờ tới để chúng ta thay đổi một chút bầu không khí. Mời chú Lê Công Thình, pháp danh Thiện Châu. Đây là một cái người mà đã ăn, đã thực hiện phương pháp dưỡng sinh nhiều chục năm. Quý vị có đọc mấy cái quyển sách được dịch ra tiếng Việt như là Acid và Kiềm, Kính Vạn Hoa, là nó là dịch giả dịch một số quyển sách dưỡng sinh. Tức là một người có rất là nhiều kinh nghiệm ăn uống theo phương pháp dưỡng sinh và cũng đã dịch sách để cống hiến với chúng ta rất là nhiều. Thì giờ này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu là chú Lê Công Thình. Lê Công Thình, pháp danh là Thiện Châu, sẽ chia sẻ với chúng ta. Dạ, xin cảm ơn Thầy. Cũng trước nhất xin cảm ơn Tam Bảo đã tạo duyên lành cho tôi được gặp quý vị để tỏ bài đôi lời. Nhất là qua cái bản mà chúng tôi cũng có may mắn được cái hội bảo vệ môi sinh trái đất nó gửi cho, nó bằng tiếng Anh, thành ra tôi thấy nó hay. Là xin nhờ hồng ân của Tam Bảo cũng như của Tiên Sinh giúp tôi viết ra lời Việt. Là tôi viết hồi từ 1 tháng 2, thì trong vòng có một ngày tôi viết xong, nhưng mà sao chỉnh lại cả tháng sau chỉnh mới xong. Do đó hôm nay cũng lời là có thuộc, nhưng mà sợ không có thuộc lắm nên xin phép được trực liếc sơ sơ cột dê cái bản đã đánh máy rồi. Và trước khi trình bày bản nhạc, vì nãy giờ cũng thời giờ cũng lâu quá rồi, quý vị cũng mệt mỏi, thì tôi xin trình bày với Thầy và tất cả quý vị bốn câu thơ mà cũng do một vị giáo thọ khi đến cái chùa chúng tôi thì Thầy có nói. Thì hôm nay tôi thấy cái câu đó, bốn câu thơ đó nó ứng hợp với cái hoàn cảnh năm nay. Xin quý vị cùng nghe. Trăm năm trước thì ta chưa gặp, trăm năm sau biết gặp nhau chăng? Cuộc đời sắc sắc không không, thôi thì hãy sống hết lòng với nhau. Vậy xin quý vị mở cái tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả để đón nhận những lời chúng tôi cố gắng công hiến cho quý vị. Xin nhắc lại cái bản này là của Hội Bảo vệ Môi sinh Quả Đất ở Liên Hiệp Quốc, và cũng do sự ứng hợp với cái cuộc sống của phương pháp Osawa, tức là phương pháp dưỡng sinh, là chúng tôi mới có cảm nghiệm và đặt lời ứng hợp tới bốn lời. Xin quý vị cùng nghe. Mong tim ta tinh khiết tha nhiên, không tham sân chẳng đa mê tiền. Mong môi sinh tinh khiết sinh tươi, đừng tìm sai phần hóa chất. Mong sao cho rau cú thiên nhiên, xin nông dân bón phân gia truyền, để trọn đời khinh an sống không ưu phiền. La 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 la. Giữ cho đời sống khắp nơi an lành, ta hằng mơ này là chơn ngôn sáng soi muôn đời. Mong sân sao tươi tốt thiên nhiên,
do phân xanh với phân gia truyền, mong nơi nơi cây trái tươi ngon, nhờ dùng phân không hóa chất, mong sao cho sông núi xanh tươi, cho muôn dân ấm no vui cười. Này là lời khuyên ta khắc ghi muôn đời. La 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 la. Giữ cho đời sống khắp nơi an lành ta hằng mơ, này là chơn ngôn sáng soi muôn đời. Mong sao cho thó sóc tung tăng chung reo vui bướm ong trên cành, mong chim muông soi nước thiên nhiên, đừng làm môi sinh ô nhiễm, xin muôn dân tôn kính thiên nhiên, cho nơi nơi sống tâm tuệ hiền. Này là lời tha thiết tổ tiên muôn đời. La 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 la. Giữ cho đời sống khắp nơi an lành ta hằng mơ, này là chơn ngon sáng soi muôn đời. Mong sao cho lúa tốt thiên nhiên, không ưa rê không đố gen di truyền, mong sao cho biển nước xanh tươi cùng bầu trời luôn tinh khiết, mong tâm tư trong sáng thiên nhiên, cho hoa tươi lúa thơm dịu hiền. Này là lời tha thiết tổ tiên mong chờ. La 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 la. Giữ cho đời sống khắp nơi an lành ta hằng mơ, này là chuyên ngôn sáng soi muôn đời. Này là lòng đại bi chiếu soi ngàn phương. Xin cảm ơn quý vị, và cũng xin trước khi dứt lời cũng xin, tại sao thầy cho phép ca bản này, là chúng ta sống với cái phương pháp dưỡng sinh, chúng ta cần thức ăn. Nếu về dưỡng sinh, tức là mà pháp thực dưỡng, nó có bốn lối ăn. Chúng tôi nhớ rõ là ba, tôi xin trình bày quý vị. Ăn cao nhất là ăn tâm linh, làm sao chúng ta định. Các vị tổ Phật này sẽ ít ăn lắm, hoặc là ở trong núi rừng nữa, không có để tới muốn ăn, mà ăn tâm linh. Thành ra trong không khí có tất cả những món để tạo nên thức ăn, vậy thôi ăn bằng cái đó, để khỏi phải nấu nướng rồi phải rửa ráy rồi nhiều việc, nó phiền lắm. Cái thứ ăn thứ hai là ăn không khí. Thành ra quý vị phải nhớ học trên thầy về vấn đề hít thở. Ở trong dương sinh, khi về tới nước Mỹ thì họ tính âm dương ra thành axit, và dương là alkaline, và họ dùng cái đó để chữa trị thân trước. Thân khỏe rồi thì tinh thần minh mẫn, từ đó mới đi lên tầng cao. Do đó quý vị thở, nhất là thở ra cho sâu thiệt sâu, thì hít vào cũng sâu bấy nhiêu, để hít cái khí trong lành, nhất là buổi sáng. Mà khi thở ra thì axit 75% đều bốc hơi, đều bốc thấy hơi. Do đó những vị tập dưỡng sinh nhiều thấy họ cũng có khỏe, tuy không có đi xa được đâu nhưng cũng có khỏe. Thật ra chúng ta, những người, nhất là người mới vào, nên thêm cái đó. Sách bên Mỹ nó họ cũng yêu cầu nhiều về cái này. Và thứ ba là món ăn, thì món ăn cũng nhờ nước tốt, phân tốt, nhất là phân thiên nhiên đó, thì mỗi thức ăn mới tốt. Không khí tốt, phân tốt và nước tốt thì mới có rau củ cho chúng ta, để chúng ta dùng để mà độ cho tới ngày cuối. Thành ra cái bản này là cái bản để hỗ trợ cho cái môi sinh, là môi trường sinh sống của người, của thú và của thảo mộc. Do đó thầy mới cho phép trình bày bài này. Và một trước khi nữa, chúng tôi xin có đôi lời trước khi chấm dứt thật sự. Là quý vị biết chúng tôi mấy tuổi chưa? Chúng tôi sinh vào cái tháng của tiên sinh, sau có 5 ngày. Nhưng cái ngày tử của tiên sinh đó, là tháng 4, thì tôi cũng đang ở vào tuổi của tiên sinh lúc tiên sinh mất. Và tháng này là tôi cũng 72 tuổi rưỡi, theo tính tuổi Pháp, tuổi dương lịch. Thành ra trước khi tôi ca bản này, tôi cũng đứng trước bàn thờ để khấn tiên sinh.
khoan kéo con đi để con còn học nhiều nữa. Đại tiên sinh có lẽ cũng chấp nhận và cho tôi đủ sức để trình bày với quý vị hôm nay. Xin cảm toàn thể cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị thành công trong cái phương pháp dưỡng sinh để an vui đến ngày cuối. Cảm ơn thầy. Thầy xin được cảm ơn chú Lê Công Thình, một trong những người mà có cái thời gian ăn phương pháp dưỡng sinh rất là dài và đang sinh sống ở Mỹ, một trong những người mà cũng cống hiến với chúng ta rất là nhiều cái bản dịch rất có giá trị. Quý vị nào mà có cái duyên chúng ta đọc cái quyển Acid và Kiềm cũng như là cái quyển Kính Vạn Hoa đó, đó là cái người dịch giả Lê Công Thình, đó là cái người dịch quý vị biết. Bây giờ cái người phát biểu kế tiếp là Nguyễn Ngọc Tuyết. Nguyễn Ngọc Tuyết bởi khối u ở Thanh Quảng. Dạ con kính chào thầy chủ trì chùa Long Hương, kính chào bà con cô bác. Con là Nguyễn Ngọc Tuyết, con ở quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Hồi trước đây khoảng 4 tháng con bị u dây thanh quản, con không nói được. Cái tự nhiên con gặp duyên bạn con chỉ nó, thôi mày ăn thử phương pháp Osawa đi. Cái con mới ăn thử. Thì thôi lúc đó con chưa nói được như bây giờ. Ăn thử khoảng 10 ngày thì bắt đầu con nói là phát ra tiếng nói rồi. Cái con ăn được 1 tháng rưỡi thì con nói được. Bây giờ con ăn được 3 tháng thì con nói như bây giờ đây. Chứ hồi trước con nói là không có phát ra được tiếng nói, không ai nghe được cái gì hết. Sau khi con ăn được 3 tháng thì con đi nội soi lại á, thì cái khối u nó đã không còn nữa. Mà trước đó con bác sĩ nói nếu mà con mà cắt cái khối u đó thì tiếng nói của con giảm 50% hoặc là câm luôn. Đó, cái điều đó bác sĩ không dám bảo đảm là có nói được nữa hay không. Thì con ăn được 3 tháng rồi, bây giờ con nói được thì con đã nội soi. Cái hình trước khi mà cái khối u còn mà cái khối u đã hết thì con gửi cho thầy để thầy phổ biến cho bà con cô bác á, tại vì cái phương pháp này nó rất là tuyệt vời, rất là dễ ăn mà rất là ít tốn kém. Thành con không có gì hơn là con cũng khuyên bà con cô bác nếu mà ai có bệnh á, thì mình cố gắng mình theo cái phương pháp này nó rất là tuyệt vời á. Con không biết nói gì hơn. Con kính chào thầy. Dạ. Dạ, dạ. Dạ con cảm ơn thầy. Trước tiên là con cảm ơn thầy đã phổ biến cái phương pháp này để cho bà con với cho những người bệnh biết tới. Dạ, cái người kế tiếp là Nguyễn Thị Lơ, pháp danh là Liên Thành ở Hải Phòng. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy thượng tọa, thầy chủ trì chùa Long Hương và tất cả các thượng tọa cùng tăng ni. Nay con là Nguyễn Thị Lơ, con ở Hải Phòng. Thì sau một thời gian con bị bệnh thì con đi chữa cũng rất nhiều nơi nhưng mà con cũng không, bệnh của con không khỏi. Thì con nghe băng đĩa của thầy mà do bạn con cho mượn. Và về con nghe thì con thấy cái phương pháp của thầy nhiều cái ăn uống rất đơn giản và chữa được nhiều bệnh. Thế con vì vậy con mới dùng quá. Thế con mới duy trì theo cái phương pháp ăn dưỡng sinh cùng như là niệm Phật cũng như là ngồi thiền. Thì qua một thời gian sau 3 tháng thì con thấy đau bệnh tim của con cũng hết. Và bệnh tim này, rồi bệnh thoái hóa cột sống cũng như bệnh viêm folic túi mật. Thế con bảo là sau một thời gian ăn như thế mà đi khám thì cuối cùng kết quả là không hết. Thế con thấy rất là mầu nhiệm. Nhưng còn cái u tuyến giáp của con thì trước nay nó rất là to, nó 71 cm. Thế sau thời gian con ăn thì bản thân con thấy khi đi xét nghiệm lại thì thấy kết quả nó chỉ còn có 32 thôi. Coi như tiêu trừ nó gần như là hết. Thế con thấy có nhiều nhiệm màu cũng được Phật Pháp gia hộ và được thầy nghe băng đĩa của thầy. Chứ thực tế là không gặp được thầy mà cũng không gọi điện cho thầy cũng rất là khó. Thế chỉ có nghe băng đĩa mà thực hành theo băng đĩa của thầy.
Thế mà kết quả của con ăn đã coi như là tiêu trừ được rất nhiều bệnh. Thế vì vậy con cũng trước những sự việc như thế thì con nghĩ Thầy cũng là một Phật sống để cứu tất cả các chúng sinh, để mà đưa đến con đường đến những bờ giải thoát. Thì thôi, tất cả con thấy bệnh của con khỏi thì con cũng nhân tiện cái nhân duyên này mà con vào đây để dự cái lễ hội ngày giỗ của tiên sinh Ô Gia Khoa, và con cũng thấy rằng là nhờ của tiên sinh mà tất cả chúng sinh cũng như được Thầy dẫn dắt, dìu dắt, và cũng như là giảng giải cho tất cả các chúng sinh để ăn mà chữa được khỏi bệnh. Thì con cũng rất là cảm ơn. Vậy mong tất cả hội chúng cũng chúng ta cố gắng, ai có bệnh tật duy trì theo cách này, vừa đơn giản mà lại rẻ tiền, mà lại cuối cùng về kinh tế gia đình nó không bị sa sút mà nó có nhiều rất là tiến triển. Vậy thì con cũng xin cảm ơn tất cả, kính chúc Thầy và cũng như tất cả các thượng tọa tăng ly coi như là phước thể cái ngang thân tâm an lạc. Con cũng xin chào Thầy. Cái người kế tiếp sẽ chia sẻ với chúng ta là Trần Duy Đức, năm nay 67 tuổi, hiện đang ở Tây Đức, chứng bệnh là tai biến mạch máu não, đã thực hiện thành công. Kính thưa Thầy, kính thưa các sư và ni cô cũng như quý Phật tử cùng bà con cô bác. Tôi xin tự giới thiệu tôi. Tôi tên là Trần Duy Búc, ở tỉnh Oberhausen, thuộc Nordrhein-Westfalen, Đức. Tôi nói về bệnh trạng của tôi. Tôi bị tai biến tiểu não trong lúc lái xe. Sau đó tôi được cứu cấp vào nhà thương, nằm 2 đêm trong phòng hồi sinh. Thì lúc đó tôi tưởng tôi bị liệt, mà cũng may mắn thì rất nhẹ, cũng không đến nỗi lắm. Sau 4 tuần lễ nằm điều trị thì sau khi thông tim thì bị chặn cái mạch máu không kỹ, do đó máu nó ra đầy kia cánh chân phải. Mỗi đêm tôi phải nằm ôm cục nước đá 3 tuần lễ. Sau khi tôi về nhà xuất viện rồi thì mỗi ngày đi bác sĩ, mỗi đầu tuần phải lấy máu, thử máu để đo cái nhiệt độ máu. Tôi bị máu đặc mỗi 1 tuần lễ, như vậy là uống mỗi ngày là 1 viên thuốc loãng máu và thuốc tim, cộng theo máu mỡ, bao tử ruột và áp huyết cao. Sau khi tôi về nhà rồi, được 1 năm mấy rồi, thì tình cờ tôi được một người bạn, tôi cho một cái đĩa của Thầy Tệ Hải. Tôi nghe và tôi đọc đi đọc lại. Thì khoảng 4 tuần lễ thì tôi có quyết định là tôi ăn gạo lứt muối mè. Bởi vì mỗi tuần lễ phải đi thử máu, lấy máu. Đầu thứ hai là phải đi rồi nó phiền phức lắm. Mỗi ngày uống 7-8 viên thuốc rồi. Mà muốn về Việt Nam chơi, cho nên phải, khi sau khi nghe được cái băng của Thầy Tệ Hải rồi thì tôi quyết định ăn gạo lứt muối mè. Ăn ngày đầu thì tôi vẫn còn sợ. Tôi phải uống 1 viên thuốc loãng máu và 1 viên thuốc tim. Nếu trong ngày đó tôi không uống thì tim sẽ đứt. Qua ngày hôm sau thì tôi ngồi lại tôi nghe ngóng, thì tôi thấy nó không có gì thay đổi hết cơ thể. Thì tôi bắt đầu tôi vứt thuốc đi, tôi bắt đầu ăn gạo lứt muối mè. Ăn ròng rã 7 tháng, từ tháng 4 tới tháng 11. Mà tôi nghe được trong băng của Thầy á, thì Thầy nói là mình phải linh động đi. Mà trong đây tôi thiếu điều kiện, thương không có, trà không, trà thì phải uống trà bắc, nước tương thì uống, ăn nước tương thì nó có hóa chất,
Rồi may quá tôi mới vô được mấy cửa dưỡng sinh của Đức. Ở bên Đức thì cái gì nó không có hạn, thời hạn hết, mà qua thời hạn hết thì nó thải ra, nó bán giá rẻ. Thừa cơ hội đó thì mình lên, nếu mà được lâu thì nào tốt nó, cho nên tôi cứ canh cho nó bán ra thừa thải thì tôi tốt hết, tôi đem về. Là Tamari, tương miso của Nhật, chánh cống, mà rất đắt. Ăn gạo lứt của mẹ ở Đức thì mỗi một ký gạo lứt như vậy là tính ra tiền Việt Nam thì khoảng 70-80 ngàn. Từ Thái Lan, Sri Lanka nhập qua. Trà thì không có nữa, phải uống trà Thái Nguyên. Nhưng mà tôi đã quyết tâm đi về Việt Nam chơi, tại vì tuổi hưu rồi. Cho nên sau 7 tháng thì 5 tháng là tôi đã thấy khỏe rồi, nhưng mà vẫn thèm, ăn vẫn thèm, muốn ăn nữa mà không dám ăn. Những người bạn tôi cho tôi cái đĩa đó mà họ cũng không nghe, không biết. Họ lại hỏi tôi bây giờ cách nấu như thế nào, ăn như thế nào. Tôi, ủa vậy thì ông cho tôi cái đĩa đó, thì ông cái đĩa đó ông làm cái gì? Nói tôi bật lên tôi nghe rồi tôi ngủ, tôi không biết gì hết. Khi tôi đi bác sĩ thì bác sĩ vẫn cấp thuốc cho tôi. Khi mà kiểm lại đàng hoàng rồi thì bác sĩ nói như vậy thì tốt. Nhưng mà tôi không nói, là cuối cùng tôi mới nói ông bác sĩ câu: tôi đã tìm phương pháp Oshawa. Thì ông bác sĩ cũng nói tôi: 10 người theo Oshawa đó thì 9 người chết. Tôi nói với ông bác sĩ đó rằng tôi là người thứ 10. Kính thưa quý vị, thì không có gì hết, đây cũng là một cái duyên lành. Trong lúc tôi ăn đó thì nó nghĩa là rất biến chứng. Đầu nó nhức 4-5 ngày, mà mỗi lần nhức như vậy tôi ngồi tôi ôm đầu. Rồi tôi bỏ cái băng của thầy ra, tôi nghe thầy giảng lại thì tự nhiên nó có cái duyên gì đó. Nghe giọng nói của thầy thì tự nhiên nó khỏe đi. Đó là tôi nói sự thật. Cho nên tôi hôm nay tôi về đây, đáng lẽ tôi đi rồi, nhưng mà thầy nói nếu mà tốt hơn thì ở lại cái ngày hôm nay. Thì tôi cũng muốn phổ biến cho những người nước ngoài, những người bạn tôi cũng còn thiện cận lắm, cũng vẫn còn nói ăn ở lúc của mẹ thì thiếu chất. Tôi thì trước đây là 82 kg, sau khi ăn rồi tôi còn 70. Bây giờ thì tôi cảm thấy khỏe rất nhiều, khỏe hơn ngày trước nữa. Và mỗi lần đi bước lên cái nấc thang này là đã đứng thở rồi, vậy cái bụng nó quá bự, mỡ trong người mỡ không. Do đó thì hôm nay ở đây thì cũng đến đây để nhân ngày lỗ tiên sinh Oshawa, cũng biết ơn tiên sinh Oshawa, sau nữa thì biết ơn thầy. Nhờ thầy giảng cái băng đó mà tôi được mạnh khỏe đến ngày hôm nay. Thành ra xin thưa với bà con nào có bệnh thì nên cố gắng mà ăn. Như hồi nãy giờ thì như cô Thanh Ngân cái gì cũng nói rồi, tất cả cái gì mình cũng đều phải có duyên là một, cố gắng là hai. Bệnh của mình thì mình phải ăn thì sẽ tốt. Mong bà con của bác làm sao tiếp tục để mà cho cái thân mình được khỏe. Xin cảm ơn thầy. Xin cảm ơn các cô và các con. Xin cảm ơn. Người kế tiếp là Võ Nhỏ, 58 tuổi, pháp danh là Hoằng Niên. Dạ mô Phật, con kính tha thầy. Dạ quý thầy, con là Võ Nhỏ, pháp danh là Hoàng Niên. Con ở số nhà số 1 Trần Quốc Thảo, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Con bị bệnh thận năm nay cũng là mười mấy năm rồi. Trước xưa đó là con mạnh lắm, mạnh khỏe lắm. Sau cũng bệnh mười mấy năm rồi, giờ bây giờ là giờ từ ngày con ra thầy Thích Đại Hải bây giờ thì con bệnh thầy có cho hai hũ tương hậu tương tỏi. Về cái bắt đầu đó con mới ăn được 3 tháng rưỡi là bệnh tình con hai hết rồi. Bệnh con cũng đủ thứ, không thiếu gì bệnh hết á, giờ không biết bao nhiêu là kể, thôi nói vắn tắt thôi cho tờ có người khác. Vì bữa nay là cũng hết bệnh hết rồi, ăn bữa nay là được 9 tháng rồi, là thật bệnh cũng hết rồi, tiêu hết rồi. Thì cũng nhờ hồng ăn tâm bảo gia hộ, giờ trước cũng nhờ ân của thầy Thích Đại Hải gia hộ cho, giờ thầy chỉ dạy cho ăn để mình đã hết rồi thằng hả. Về tôi xin hết. Có gì thì các Phật tử cứ lại nhà tôi, số 1 Trần Quốc Thảo, hỏi cái gì thì tôi đưa giấy cho coi thì biết thôi, chứ giờ nói nhiều cũng để con người khác nói. Mô Di Đà Phật. Mô Di Đà Phật.
Xin mời người kế tiếp là Nguyễn Thị Hưởng, 58 tuổi, pháp danh là Hoa Tâm, thành phố Hồ Chí Minh, bị ung thư tử cung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô kính bạch tiên sinh Ô Sê Hoa và nam mô kính bạch thầy Thượng Tọa Thích Tại Hải. Con là tên họ Nguyễn Thị Hưởng, pháp danh Tâm Hoa, 58 tuổi. Con cũng bệnh nhiều chứng bệnh, con được ăn theo phương pháp của thầy Tại Hải chỉ dẫn, con đã hết bệnh. Con lúc trước thì con bệnh u sơ tử cung, rồi con bị mổ, và con bị viêm phế quản và bị viêm đường tiểu, rồi con bị bệnh trĩ nữa. Rồi con ăn được 59 ngày rồi ăn hết, xong rồi con ăn thêm 3 tháng nữa hết. Rồi con được năm 2008 con được lên cái đĩa, con nói từ ngày con lên cái đĩa con nói tới bây giờ thì các Phật tử ở vùng sâu vùng xa nghe cái đĩa con nói, và con nhiều chứng bệnh quá mà con hết bệnh rồi, quý vị có đến nhờ con chỉ dẫn. Có bà chị ở bên Mỹ tên là Nguyễn Thị Rắc, pháp danh là Tâm Thạnh, bệnh coi như là bị viêm phế quản, con về con cũng chỉ ăn được 2 tháng cũng hết. Và có bà Nguyễn Thị Tươi, bà ở dưới Sóc Trăng, bà bị mổ ung thư vú, rồi bà ăn, bà bệnh bà không biết cách thức ăn, rồi bà lên bà nhờ con chỉ dẫn ăn cũng hết. Rồi bà Trần Thị Mai ở Cà Mau, 46 tuổi, cũng bị ung thư tử cung, định đi mổ, nhưng mà cũng qua coi gì, qua coi cái đĩa, thì chỉ qua nói điện thoại thôi, Tâm Hoa cũng hướng dẫn, ăn cũng hết. Và Nguyễn Thị Phượng, cũng 58 tuổi, bị nhiễm HIV, rồi con cũng qua theo cái đĩa, rồi ăn, con cũng chỉ ăn hết bệnh. Rồi cũng như là Trần Phương Sắc, cũng ở Sóc Trăng, 30 tuổi, bệnh mất ngủ, rồi cũng nghe qua cái đĩa của Tâm Hoa, mà gọi điện thoại Tâm Hoa chỉ ăn cũng hết bệnh luôn. Rồi bây giờ có một cô bạn ở ngoài Quảng Ngãi, cũng nghe cái coi cái đĩa, lên hỏi cũng qua điện thoại, nhờ Tâm Hoa chỉ, ăn cũng hết bệnh. Ngày hôm nay xã Nhân Việt, dỗ Ô Sê Hoa, Tâm Hoa cũng đứng lên đây nói là cho các Phật tử nghe, nếu mà mình có cái bệnh nghiêm trọng thì mình ráng khắc phục, mình theo thầy Tuệ Hải ăn gạo lứt muối mè, Ô Sê Hoa là nó sẽ hết bệnh. Ăn rồi tất cả các thứ gì cũng hết bệnh hết. Thì năm nay tôi cũng có một cái duyên lành được lên một lần thứ hai. Thôi để tôi cũng nói với các Phật tử, nhắn nhủ với các Phật tử là về biết rằng ăn gạo lứt nó rất là khó, nhưng mà mình có tâm, mình lúc nào mình cũng nghĩ đến mười phương chư Phật, và kế đó là công đức của thầy Tuệ Hải hướng dẫn mình ăn, thì mình ăn bệnh gì cũng hết. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, kính bạch chào thầy Tuệ Hải. Người kế tiếp sẽ được chia sẻ với chúng ta là bà Nguyễn Thị Nhẫn, 60 tuổi, quê ở Cà Mau, bị bệnh tiểu đường và ở van tim. Nam mô Bạch Thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Nguyễn Thị Nhẫn, 69 tuổi. Con ở Cà Mau mà ở trong ruộng á, ở trong quê á là đi khoảng 30-40 cây số nữa mới tới. Nhưng mà con bệnh rất nhiều, mà con không biết ăn dưỡng sinh là gì. Nhờ con gái ở nước ngoài á, nó ăn rồi nó ăn 2 tháng nó khỏe, nó mạnh, nó cũng trẻ đẹp lại, nó hết nhức hết đồ. Rồi cái nó nhớ chợt lại, ủa mẹ mình mà bệnh nhiều quá là sao mình không chỉ cho mẹ mình ăn. Cho nên đó là nó chỉ về cái hôm chưa Tết này, tôi lên máu quá đi, kinh nhớ lại, nó nói má ơi, má lên ông thầy Tệ Hải là ở Đồng Nai, má đi ra tìm đó là tìm ông thầy, chị bệnh ăn mà mất mè là hết bệnh. Tôi trước nhất là tôi lên máu là khoảng 20 năm rồi, còn tiểu đường tôi 15 năm, còn tim thì cũng mấy đây cũng 4-5 năm nay thôi, phát triển đường nó quá nhiều, mình ra phát triển ra là mình phải đủ chứng bệnh đó. Rồi tôi máu lỏng mỡ, rồi thần kinh tọa, rồi viêm cuống quản, rồi hồi đó tôi đau nhức đầu á, nhức dữ lắm, nhức ôm cái đầu khóc, mà nhức giữa sấy này không à, nhức quá trời nhức, rồi cái để cái tay gì mà nóng mà nói chuyện lòng lòng ra đó.
Thành ra giờ tôi ăn là bữa nay là được 55 ngày rồi, còn 5 ngày nữa ngay ngày gầm là 2 tháng. Thành ra tôi được mạnh khỏe, ví dụ cẳng nhức nhối, kinh tọa nữa. Ăn thật, giờ tôi ăn ra là thấy khỏe nhiều. Cái đầu tôi thì nó nhức vậy đó, cái nổi lên bốn một bữa lớn vậy nè, ngay cái giữa sấy này. Bị nhức giữa sấy không à, nhức giữa sấy này. Cái nó ngứa qua gãi gãi trong 3 ngày cái nó hết. Hết rồi cái tôi viêm cuống quản. Rồi cái tôi ăn cái nó nhức hai bên kinh thầm, nó giật 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 thịt. Giật giật thịt tôi rồi cái qua cái sáng buổi sau cái nó đau làm như là nổi vi đan trong này hai cục gì. Nuốt miếng vô nuốt không được. Quá trời đau. Cái tôi lấy bơ muối tôi ngậm vô. Tôi ăn sắn dây vô. Cái qua bữa sau cái nó khỏe, khỏe là hết là trong 3 ngày hết. Hết đó. Thành ra giờ tôi á nhắm cái mà cái hai cái giò cái lưng này đau cũng hồi 35 tuổi tới giờ là đau cái lưng dữ dội lắm, tao không kể xéo số nào thiết hết trơn á, mà tôi ăn cái này với thầy chỉ là ngâm mà bóp gừng với củ cải trắng đó rồi mình xong mình ra giờ nó bớt nó khỏe là tôi 10 phần á là còn hết chín rồi, còn có chỉ một phần là nó xuống tới đầu gối rồi, xuống tới giò rồi, khỏe lắm rồi. Thành ra bây giờ là tôi thấy người nghĩ nhờ con gái ở nước ngoài nó ăn rồi nó chỉ đó là võ thì liễu á, nó chỉ là ở nó mà không phải nó ăn được như trọn vẹn như mình là 49 ngày vậy đâu. Nó ăn là sáng ăn chén gạo lứt muối mè, rồi cái nó mà nó đi ở nhà người ta nó mặn ăn là nó nấu nướng đó, nó ăn mặn lại, rồi chiều nó về ăn được một chén gạo lứt muối mè nữa. Nhưng vậy mà nó giờ nó mạnh giỏi, nó khỏe phắn. Mình ăn cái gì á, tâm nguyện mình nguyện cầu nguyện thầy thật tổ thầy và sư thải. Tôi ăn mấy hai ba tuần đầu tôi nhớ thịt cá ở nhà bằng vuông mà nhớ tép là gan ăn không. Cái tôi bắt cái đĩa thầy lên tôi coi, cái tôi vui vẻ lại, tôi thấy tôi không muốn thèm gì nó hết trơn à, vậy đó. Tôi biết tôi coi mà tôi nếu mà thấy cảm thấy gì mà thấy mọi người không thấy khó khăn á, tôi bắt đĩa lên tôi coi. Tôi coi con người tôi vui vẻ lại. Thành ra tôi vậy đó, tôi hồi đó tôi ăn tôi có nguyện giấy. Hồi đó tôi đi lên đây là ngay ngày mùng 9 tháng Giêng. Bị hồi trong hồi gần năm là bệnh quá đi, tôi trông chứ đi lên đây. Lên đây cái ông thầy Diệu Thiện không à, Diệu Đức không à. Ông chỉ cho tôi, thành ra ăn tôi nấy giờ mình đi ở dưới xa mà lên đây không gặp ông thầy Tẻ Hải không được. Bữa đó thầy đi chùa. Tôi nói ở lại một đêm nữa, sáng đang chơi gặp mặt thầy rồi mới về. Đằng ta về người ta hỏi chứ bà đi chánh bà gặp ông thầy không, mình không gặp đâu có được, mình phải ở lại chờ cho gặp thầy mới được về. Về tôi ăn tôi cầu nguyện ông Âu Sĩ Hoa là cho chị, là chỉ cho ông thầy Tệ Hải chị bệnh này cho con hết bệnh, rồi ngày lễ dỗ của thầy con lên đây con lại thầy 120 lại nay con lại đây với con giếng với thầy. Thì ra con có bao nhiêu đó là cho quý mà huynh đệ mình ráng ăn đi, ráng ăn mau hết. Tôi chỉ có chưa được 2 tháng mà tôi mạnh rồi, hồi đó tôi đi không lưng không à, tính chết không à, ai cũng nói tôi chết không à. Tôi đau lên máu đợt sau này là tôi một trong nửa tháng á là tôi mòn mỏi yếu uối sức quá trời. Rồi tim tôi nó, tôi bệnh tim nữa, tim hở hai lá rồi thiếu máu cơ tim, nó mệt hoài. Rồi uống thuốc là một tháng là tôi uống 900 mấy chục ngàn tiền thuốc, một tuần nữa là uống 200 mấy ngàn tiền thuốc mà tim vẫn mệt. Bây giờ làm như uống thuốc nó quen á, cái nó muốn trở bệnh lại. Còn hồi đó tôi bị tiểu đường nó có bác biết không, tôi uống mà thuốc nam á, tôi chỉ uống đó, uống đựng một vài ba cần xé chứ không ít, thuốc nam có đó đó. Còn lù đù á là một thang á là ba chén 9 văn tôi uống ớt luôn, tôi gắng uống chưa hết bệnh mà nó cũng vẫn không hết đó. Thành ra bây giờ ăn cái này mà để hết, thầy chỉ dẫn này ăn vẫn hết thì mình thấy con người mình quá tốt đi, ăn mà hết bệnh đi là khỏe quá đi. Huynh đệ mình gán ăn, người nào gán bỏ cuộc thì nhớ lại thầy, hay mình có đĩa anh bắt mình coi thầy cái thì mình vui tươi lại à. Thôi cảm ơn tôi mô Phật tôi thầy Trễ Hải và ông thầy Diệu Đức và với ông Sô Sư Hoa. Phát biểu kế tiếp là Nguyễn Thị Tuyết Hoa, pháp danh là Diệu Hòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy, con tên là Nguyễn Thị Tuyết Mai, pháp danh Diệu Hà. Con ở số 88 đường 53 phường Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Con cũng rất là nhiều bệnh. Con bệnh gai cột sống,
thoát vị địa điểm cột sống cổ, máu nhiễm mỡ và bị men gan cao. Trong thời gian mà con đi trị bệnh là 4 tháng, con uống thuốc máu nhiễm mỡ. Nhưng mà mỗi lần mà con đi khám bệnh á, thì cứ 2 tháng con thử máu một lần. Thì lúc đầu á, con máu nhiễm mỡ á, con 6,91. Sau đó con uống 2 tháng, con đi thử lại á, thì con còn 4 phẩy mấy. Rồi sau đó cái con uống 2 tháng nữa, bác sĩ cho thử lại thì lại lên 6,91 trở lại. Mà trong lúc mà con chưa có uống thuốc máu nhiễm mỡ á, thì con bị men gan á, thì rất là nhẹ. Cái số cho phép á, là từ 37 tới 40. Nhưng mà khi con uống thuốc máu nhiễm mỡ 2 tháng đầu á, thì con tăng lên là 51. Rồi sau đó con thử máu lại rồi lại men gan tiếp tục lên 67. Thì con rất là buồn. Rồi con đi nằm giường massage của Nugabet á, con gặp một người bạn, thì người bạn nói sao bà cứ đi bệnh viện hoài vậy. Tôi nói là tôi bị máu nhiễm mỡ. Thì cái chị đó chỉ mới cho con á, một cái đĩa để con coi. Thì cái đĩa đó là có 24 bệnh nhân phát biểu. Thì con mới đem về con coi, thì tự nhiên con nhập tâm. Thì chị mới dẫn con qua ngay chỗ đoàn dân bơ á, để mua phương pháp thực dưỡng. Thì con qua bển thì cái anh đó ảnh không có bán. Ảnh kêu là mua đĩa về để nghe thầy Tuệ Hải thuyết giảng. Thì con mới mua về con nghe. Con nghe xong rồi con trở qua con mua con ăn. Thì mỗi ngày con thức dậy là 4 giờ con nấu cơm, nấu nước theo như là lời của thầy giảng ở trong đĩa. Rồi sau đó con đi tập thể dục về. Rồi con thắp nhang, rồi con nguyện trước bàn Phật lại cho con ăn đúng 1 tháng. Thì con cũng theo đúng 1 tháng. Mà mỗi ngày con ăn là gì? Con có niềm tin và ý chí con. Cứ mỗi sáng là con bớt chén cơm ra, con ngồi ngay cái bàn. Rồi con dặn đĩa của thầy Tuệ Hải thuyết giảm. Con ăn một chén cơm là đúng 2 tiếng đồng hồ. Cứ mỗi ngày như vậy, một ngày 2 lần. Chiều thì con lại ăn gạo rang với mè không muối là con trị cái gai cột sống. Sau đó 25 ngày sau, con nguyện là 1 tháng nhưng mà 25 ngày sau, con lại đi thử máu lại. Thì cái kết quả máu nhiễm mỡ với men gan là nó xuống hết tất cả những cái mức cho phép. Thì con mới rất là mừng. Con ăn tiếp tục 5 ngày nữa để là đúng 1 tháng theo con nguyện trước bàn Phật. Rồi sau đó con ăn ra. Nhưng mà con ăn ra tới ngày hôm nay là đúng 4 tháng. Mỗi buổi sáng con vẫn ăn gạo lứt muối mè, trưa gạo lứt muối mè. Chiều cũng con cũng ăn gạo rang với mè không muối. Nhưng mà chiều con muốn ăn cái gì thêm thì ví dụ con ăn một miếng cá không vậy thôi, chứ con không có ăn cơm. Hôm nay con lên đây trướng kích bành thầy ngài dỗ của tiên sinh Osawa. Con cũng đến đây con cảm ơn phương pháp thực dưỡng của ngài Osawa và những lời khuyên giảng của thầy Tuệ Hải, làm ngày hôm nay con bệnh tình con rất là khỏe mạnh, không còn một cái gì nữa. Con xin hết. Nhà người chia sẻ kế tiếp là Phạm Thị Hiệp, 55 tuổi, pháp danh Chiếu Hội ở thành phố Hồ Chí Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con nay là con Phạm Thị Hiệp. Con năm nay 55 tuổi. Con ở phường 9, quận Tân Bình. Con bệnh huyết áp cao với bệnh tiểu đường với con bệnh khớp 9 năm rồi. Cẳng con đau có tật luôn. Con có nghe đĩa, con nghe con mấy bạn con hai người ở chợ Tân Phước ấy, chỉ con ăn. Con có lên thầy nhưng mà không gặp thầy. Con có gặp đệ tử của thầy kêu con cho cái đĩa và cái sổ về con coi con ăn. Con ăn bữa nay là 49 ngày xong. Bữa nay con ăn đến nay là còn một ngày nữa là 5 tháng. Con cái bệnh gì cũng hết hết tất cả. Bệnh nhỏ, nhỏ bệnh lớn con cũng hết. Con có cái bệnh là cảm, cảm lâu năm á, mỗi khi trời chở gió là con ho dữ lắm. Mà bây giờ con ăn được thiếu một ngày nữa 5 tháng. Bệnh gì con cũng hết hết á. Bây giờ nay lễ Osawa con đi đến đây con dự lễ và con xin
nói cho cô bác anh chị em đây, có bệnh thì cứ ăn đi, ăn nó không có hại gì đâu, nó có lợi và nó hết bệnh nữa. Dạ, con xin cảm ơn thầy Tệ Hải, và xin quý vị cứ ăn đi, ăn có hạ lợi chứ không có hại đâu. Cứ đừng có tưởng ăn ốm ốm rồi sợ, ăn rồi mình hết mình cũng sẽ hồi phục lại. Dạ con xin cảm ơn, con xin hết. Người sẽ kế tiếp là Nguyễn Văn Lẹ, 52 tuổi, ở An Giang, thì bệnh sơ gan và bệnh gút. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thầy Đại Đức, thầy Đại Hải, nhân dịp ngày lễ dỗ ngày dỗ của ngài Thiền Sinh Osawa, tôi xin báo cáo lại phần bệnh trạng của tôi. Tôi Nguyễn Văn Lẹ, 52 tuổi, quê An Giang. Tôi bị có 3 thứ bệnh. Một là bệnh xỉn từ năm 20 tuổi, bệnh gút là 10 năm nay, và bệnh sơ gan 6 năm nay. Thì trước đó tôi bệnh xỉn và gút hành hạ khoảng chừng 3 tuần, 4 tuần là tôi phải nhập viện. Tình cờ có dịp tôi nhập viện ở An Giang, có thằng cháu nuôi mẹ. Lúc trước con đi học ở thành phố, con bị viêm gan CVB nhưng mà không có tiền trị, không nên con ra ngoài chùa Long Hương nhờ thầy Tệ Hải trị. Từ chỗ đó mà cho con số điện thoại, nhưng ngay lúc đó thì con cũng chưa có ý chí để mà ăn gạo lứt muối mè. Khi chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy thì chị cũng không hết vàng da, là không hết xẹp bụng. Thì khi bệnh viện cho xuất viện về, tình cờ có người em nó cho được 3 cái đĩa của thầy Tệ Hải. Thì từ giờ đó con có cái ý chí quyết tâm đi ra ngoài chùa Long Hương để gặp thầy. Nhưng đi mấy lần do thầy đi thuyết trình không nên gặp thầy về Diên Đức đã điều trị con được 6 tháng. Hôm nay thì bệnh xuyển còn giảm 70%, gút thì không còn nhức, sơ gan thì bụng xịp, vàng da hết. Trong quá trình con điều trị thì theo cái thầy đã hướng dẫn đó, tức là mình phải có cái niềm tin và cái ý chí. Tức là 5 ngày đầu con ăn đó, từ trên giường bước xuống là tự nhiên nó sụm xuống, làm như nó không có lực. Từ chỗ đó bà mẹ nói, thôi con ăn được không? Không ăn thôi con trở lại ăn bình thường đi. Con nói không, thôi con quyết chí con ăn. Vậy thì con ăn lại từng lễ đầu tiên, và từ lễ thứ hai bắt đầu đi là bập bẹ. Đến hôm nay thì con ăn được 5 tháng 20 ngày. Thì trong mình con rất khỏe nhưng mà ốm thôi. Nên hôm nay nhân dịp ngày dỗ của tiên sinh Osawa, kính tưởng niệm đến ngài tiên sinh Osawa và kính đến thầy Tệ Hải và thầy Diên Đức trong quá trình hướng dẫn điều trị. Con không có đôi lời xin kính chúc bà con dồi dào sức khỏe. Nghe cái số lượng đăng ký thì còn cũng khá nhiều, thì thời gian chúng ta nó có hạn, nên là chúng ta sẽ dừng lại đây để mỗi người trong chúng ta sẽ đốt một nén hương dâng lên tưởng niệm tiên sinh Osawa. Chúng ta lấy nhang ra để đốt. Và chúng tôi cũng xin thông báo cái lịch giảng hàng tháng ở chùa Long Hương á. Thì tháng 3 này chúng tôi có công việc cho nên tạm dừng một thời giảng. Thì cái ngày mà chúng ta sẽ được học tiếp tục ở chùa Long Hương là mùng 1 tháng 5 âm lịch. Chúng tôi xin thông báo quý vị đã có đăng ký, khi chúng ta làm lễ chuẩn bị vừa qua xong, chúng ta sẽ ở lại để cho quý vị trong ban tu thiền để ghi hình cho quý vị chia sẻ với quý vị sau. Đúng rồi, cái bàn thờ mời quý vị cũng như bàn thờ tiền sinh Osawa
sông pháp giới đạo tràng mười phương hiện thành mây bao cát tường, xin phần chứng giám tâm hương chí thành pháp thân các phật tính. Bài mà chưa được phát biểu, chúng ta tập trung ở trước cái bà sư phụ viên này để chúng ta chuẩn bị phát biểu và quay phim. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính đại biểu ngài Tiên Sinh Tôn Sư Hòa và công tập kính thầy Để Hải và thầy Phó. Thank you.
kính mời sư cô Diệu Trí, 48 tuổi ở Long An. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy trụ trì chùa Long Hương. Kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể Phật tử. Nay ngày 10 tháng 3 lễ tưởng niệm Giác Linh Tiên Sinh, con Sa Di Ni pháp danh Diệu Trí ở xã Bình Phong Thạnh, Mộc Hóa, Long An, con xin kể. Con đã mang nhiều chứng bệnh, thể là bệnh bao tử 3 năm, bệnh rối loạn tiền đình 10 năm và bệnh viêm lưỡi. Con cũng có duyên lành gặp được phương pháp dưỡng sinh ăn theo phương thức số 7, 2, 8, và về sau con theo lời thầy hướng dẫn. Nay khám bệnh lại, bác sĩ cho biết kết quả đã hết bệnh. Vậy con xin nói lên một dòng thơ ngắn để tỏ lòng biết ơn Đức Tiên Sinh là người sáng lập phương pháp dưỡng sinh và thầy Tuệ Hải hướng dẫn chúng sinh qua khỏi bệnh tật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Âm dương vũ trụ không trung, âm dương vũ trụ thiên sinh, ngụ trong thế giới ngụ hình sáng thân. Quý nhất là ở tâm chân, cơ thể hướng dẫn tinh thần trước sau, giúp cho nhân ngã hồ màu, từ bi bác ái dồi trao hạnh lành, sống đời học Phật tu hành, giác ngộ giải thoát khai mở chân tâm. Con nghe địa dạng như ngân, thì con tự quyết chủ tâm trị mình, rồi dần hồi phục bình tình, sức khỏe hạnh phúc tự mình tương lai. Ước mơ tất cả những ai được thầy hướng dẫn mình ai cũng lần, thân tâm cố gắng thực hành, âm dương sinh dưỡng sẵn dần tất ai. Ơn thầy hướng dẫn sáng khai, tâm an thân khỏe qua ngày lo tu. Những ai tự lực tiếp thu, ăn uống thực dưỡng tâm tu chúc mừng. Sau cùng con chúc thầy Tuệ Hải sống lâu, hướng dẫn trị bệnh nhiệm màu âm dương. Con kính chào thầy, chào quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể Phật tử. Phật tiếp theo là Phật tử Huỳnh Diệu Hiền ở Tiền Giang. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa bạch thầy và tiên sinh Dỗ Tổ, tiên sinh ơn tiên sa qua và bạch thầy Thích Đệ Hải và toàn thể quý tư quý vị Phật tử, con tên là Huỳnh Diệu Hiền, pháp danh là Diệu Hậu, 38 tuổi, ở số nhà 527 tổ 18 ở khu phố xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Trước đây con đã bệnh nhiều bệnh, con bệnh viêm họng và bệnh tê khớp và viêm xoang, đau bao tử và gan nhiễm mỡ. Và con được gặp một duyên lành là con gặp được một người bạn cho con một đĩa và một bộ đĩa và một cuốn sổ tay và kêu con về coi đi rồi thực hiện ăn gạo lứt muối mè. Nhưng mà hồi đó con chưa biết gì là về gạo lứt muối mè, con chỉ đi làm trong công ty đông lạnh thôi. Rồi con về con nghe đĩa thì con phát tâm con nguyện nhờ mười phương chư Phật Phật lực gia hộ độ trì cho con và tiên sinh Nô Sa Hoa và đại đức thầy Tuệ Hải chùa Long Hương dìu dắt cho con đến một con đường để con gặp được gạo lứt muối mè, con ăn và con hết bệnh. Và con gặp lại chị Phượng, một người bạn, một người chị rất là thân thương con và dìu dắt cho con đi vào con đường gạo lứt muối mè, và con hôm nay hoàn toàn con hết bệnh. Và từ đó lúc mà con ăn con bị thải độc,
thì mỗi lần con đau cái gì con phải điện con hỏi chị, và chị phải dìu dắt cho con, và chị chỉ dẫn con những cái phương pháp để cho con được, cho nó thôi con nói không có được nữa thầy ơi. Dạ. Dạ thôi đi thầy ơi, con mong Phật thầy, con phát không được. Con ngẹn lắm. A Di Đà Phật, cô Phật tử này rất là xúc động khi mà thân thì bệnh là nhiều nhưng mà được phương pháp dưỡng sinh đã ăn và đã hết bệnh, cũng như có những người bạn đồng hành đã giúp đỡ cô trong những giai đoạn khó khăn, như ăn nó bị phản ứng hay là giai đoạn những giai đoạn ăn nó thấy nó mình ngán ngẩm, và nhờ những người bạn này cô đã vượt qua, và giờ đây cô đi khám bệnh và tất cả các bệnh của cô đã đều lành, và cô rất xúc động. Không được nói lời phía sau, xin thay lời cô để nói cho quý vị Phật tử rõ. Tiếp theo là Phật tử Hoàng Hồng Hạnh, pháp danh Minh Thu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con tên là Hoàng Hồng Hạnh, pháp danh là Minh Thu. Hôm nay con có cơ duyên được về đây, trước là con kính đảnh lễ chư Phật mười phương ba đời, sau nữa con kính dâng lên lòng thành kính của con đối với tiên sinh Osawa, người đã để lại cho chúng ta một phương pháp thực dưỡng. Con kính đảnh lễ sư phụ Tuệ Hải, người đã cho con một phương pháp để cho thân con và tâm con được sáng ra, được an vui. Kính thưa quý vị, tôi là một đứa bé được sanh ra thiếu ngày tháng, chỉ có 7 tháng 20 ngày. Và trong đêm đó, theo lời ngoại, có 4 đứa bé như vậy, mà tới sáng chỉ còn có một mình tôi. Như vậy thì tôi sinh ra đau bệnh liên miên, không ngày nào mạnh. Do đó tuổi thơ của tôi gắn liền với chuỗi ngày đau khổ. Tôi có một tâm niệm và tôi thỏ thẻ với ngoại: ngoại ơi, nếu có đường lên trời, con cũng xin lại với trời, với Phật. Nếu như cho con mạnh khỏe, con sống một thời gian ngắn con cũng chịu, đừng bắt con sống lâu mà con phải đau. Nhưng rồi cuộc đời trôi lăn theo những căn bệnh triền miên, thế là con cứ lớn cùng với bệnh. Con trị thuốc tây, hết rồi lại bệnh, bệnh rồi lại hết, hết rồi lại bệnh, và bệnh càng ngày càng nhiều hơn. Thế là sau này thì con bị gai đốt sống cổ, bị gai đốt sống lưng, rối loạn tuần hoàn não, thậm chí có những lúc là con nằm con vẫn bị choáng chứ không cần là con cử động. Còn gai đốt sống cổ, đốt sống lưng của con rất là nhiều. Sáng con không thể ngồi lên được, con xin lỗi chứ con ngồi xổm xuống cũng đau nữa. Như vậy thì tình cờ có một người bạn cho ông xã con một bộ đĩa lễ dỗ 2007. Con xem xong con rất là mừng, bởi vì con thấy có nhiều người bệnh nặng hơn con rất là nhiều, bệnh nan y mà đến đây nhờ phương pháp này vẫn hết bệnh. Thế là bởi vì con đi dạy cho nên con rất mong tới hè để con ra con gặp thầy. Con nghe nói là gặp thầy thì hướng dẫn thì ăn mới có thể khỏe. Như vậy thì con chờ đợi mãi, hè con lại bận một khóa học, dứt khóa học là con chạy ra đây liền. Thế là con gặp được thầy. Bữa đó là con không biết mặt thầy luôn nữa. Con đến con xin một tấm cạc, con nói với là bây giờ cho con xin một tấm cạc đi, để về con ăn phương pháp số 7. Nếu như con có gì thắc mắc con gọi, con hỏi thầy. Thế thì thầy đứng phía sau lưng, thầy hỏi chứ con đến đây mà con có gặp thầy nào chưa? Mô Phật, con nói là thưa thầy con chưa gặp ai cả. Thế thì thầy gọi là con vào đây. Như vậy thì thầy bảo là về ăn đi, một tháng sau trở lên. Và con có xin phép thầy là con ở lại một vài hôm, bởi vì con thấy cái nghiệp con cũng chắc là nặng lắm. Nhưng mà lạ lắm quý vị à, cái ngày hôm đầu bị vì không gặp thầy cho nên ở đây thấy có gạo lứt, thế là cứ xuống vô tư ăn. Ăn trong khi chưa biết gì, cho nên hôm đó sao thấy khát nước quá, cũng không biết vì sao luôn. Tới hôm sau thầy cho cuốn sổ tay về mày mò ra mở ra, à thực hành mà không có lý thuyết.
Như vậy thì theo cuốn sổ tay của thầy và coi rồi về nấu ăn. Thế thì ở đây được 3 hôm, có những cái niềm vui mà thật là khó tả. Bởi vì cũng nghe mấy cô đi trước nói là khi mình ăn như vậy, mình niệm Phật để cho tâm mình an ra. Thế thì cũng có những công việc lặt vặt ở chùa cùng làm vui với chị em. Thế lạ là thấy ngộ, cho nên có hỏi một thầy ở đây, thưa thầy, quy y là gì? Dạ, bị trôi lăn trong sáu nẻo sinh tử luân hồi khổ sở mà không biết quy y là gì cả. Như vậy thì thầy có giải thích, và sau đó thì bản thân á, leo lên xe đi 3 cây số là ói, mà ra đây ăn chỉ mới 4 ngày, đi về từ đây về Vĩnh Long rất là xa, không hề ói, và đêm đó làm việc tới 2 giờ đêm vẫn không thấy mệt, bởi vì công việc rất là dồn dập. Thế là vẫn tin ăn. Nhưng có những điều lạ là thầy nói bây giờ mình ăn, mình thích mình ăn, mình không thích thì mình không ăn, không vui, không ăn, không sao hết. Như vậy thì nghe theo lời thầy chỉ dẫn, ăn tới ngày thứ 4 có triệu chứng là không muốn ăn. Thế thì quý vị thấy là trong 2 ngày, ngày thứ 4, ngày thứ 5, tôi chỉ ăn có nửa chén cơm, 2 ngày nửa chén cơm. Ngày thứ 6, thứ 7, mỗi ngày chỉ có 1 muỗng cà phê bột huyết rồng khuấy với ăn với nước tương tamari. Mà rất lạ, tại sao mình vẫn khỏe, vẫn vui? Trong khi đó tôi nghĩ lại, ồ, nếu mình ăn gạo trắng á, chắc là mình nằm, mình đâu có ngồi dậy nổi đâu, mà sao bây giờ mình khỏe re mà mình tỉnh queo rồi vui vui, nó lạ quá. Và trong khoảng thời gian ăn như vậy thì tôi vẫn đi làm việc, nhà thì vất vả lắm, cho nên có những hôm mà đi xa để tìm củi về cho nhà đốt á. Như vậy thì buổi trưa tôi rất là tiếc việc, bữa đó là tôi không về, không về mà không dự định trước, cho nên cũng chẳng có đem cái gì ăn, mần miết tới chiều. Ồ, sao lạ quá, hôm nay sức khỏe mình ngộ ghê. Và như vậy thì tôi ăn được tới 20 ngày, tôi chụp X-quang lại, thì gai đốt sống chỉ còn bằng hột bắp. Thế thì tôi ăn là đầu tháng 6, tôi thấy kết quả như vậy, cho nên tôi có thưa với thầy là, thầy ơi, gần rằm tháng 7 con ra có được không thầy? Thì thầy nói là được. 35 ngày thấy gần tới ngày ra đây rồi, tôi mới bắt đầu đi chụp X-quang cái cổ. Thế thì chụp tư, bởi vì trước là tôi trị trong nhà nước. Thế là bác sĩ tư hỏi, ai nói với cô cái cổ của cô gái vậy? Mừng quá, nín thinh không nói, xách cái phim đó trở vào trong bảo vệ sức khỏe, nhờ bác sĩ xem, cô ơi, cái gai bây giờ như thế nào? Thì thưa quý vị, tôi có một đứa em bác sĩ, tôi thì không biết coi phim, nhưng mà em tôi nói là, chị hai ơi, gai của chị khủng khiếp, mà bây giờ hết như vậy sao? Nhanh như vậy sao? Em tôi nói là cái này chỉ có mổ rồi cà nhưng vẫn tái phát. Thưa quý vị, có một lần tôi đưa con tôi đi khám bệnh ở trung tâm chỉnh hình, tôi thấy một cái người đó bị gai đốt sống cổ, đốt sống lưng cũng cỡ trạng như tôi, chèn như thế nào đó không biết, liệt nằm 2 cái chân không nhúc nhích được. Tôi sợ quá, mà bây giờ có những sự quyền diệu như vậy, cho nên tự dưng đúng như thầy nói, nếu chúng ta đưa thức ăn tốt vào, máu ta thay đổi, tư tưởng ta thay đổi, thân tâm ta thay đổi. Quý vị ơi, thầy để cái đĩa rất là hay, sức khỏe hay bệnh tật, bây giờ ta chọn cái nào? Rõ ràng đau là khổ, không đau không khổ, mà không khổ thì an, sao an là lạc. Vì vậy tôi cảm được cái điều này, mỗi lần đến đây lại Phật thì hình như nước mắt nó cứ muốn rớt ra. Thế thì tôi bạch với thầy, thưa thầy, nhờ phương pháp này thầy hướng dẫn mà con hết bệnh, như vậy thầy hoan hỷ, thầy cho con quy y. Và đến đây lại Phật đó, thì con cũng cảm ơn các thầy cô ở đây. Con không biết gì hết, con lên đây con lại thì có một dì tặng con một cái cuốn kinh. Đêm sau nữa có một dì tặng con cái áo vàng. Như vậy là con thấy con hạnh phúc. Và nhờ phương pháp này mà hôm nay con hết bệnh. Nhưng con cũng có một số điều chia sẻ cùng quý vị, là trong quá trình con ăn thì con xuống
cần rất là nhanh. Con thì an tâm lắm, không lo gì. Nhưng mà ở nhà em chồng con nó thương, nó nói chị hai ơi chị đừng ăn nữa, chị ăn riết chị chết à, bây giờ chị ốm thấy mà ghê lắm. Con nói không sao đâu, chị ốm vậy chứ mà chị khỏe lắm. Thế thì những người khác nói ôi nó lì nó ăn vậy chứ nó ốm mà nó yếu nó đâu dám nói đâu. Không phải, các bạn ăn đi, ăn thử đi, thử rồi sẽ biết. Khi mà chúng ta ăn đúng rồi thì cái tâm của chúng ta an ra. Con thì làm nghề dạy học, do đó mà học trò nó đa dạng dữ lắm. Cũng có những lúc làm cho mình bối rối, bật mình. Nhưng mà bây giờ sau khi con ăn theo phương pháp này thì con thấy rằng trước một sự việc nó diễn ra thì tâm con bình lặng lại. Cái xét soi của mình, cái xử sự của mình nó chu đáo hơn trước kia rất là nhiều. Và cái điều mừng nhất á, là con thấy cái phương pháp này đưa cho chúng ta tìm thấy cực lạc ngay ở thế gian này. Cực lạc chính ngay ở thế gian này. Bởi vì khi chúng ta mà thấy ta thoát được khỏi cái đau, ta an ghê lắm. Và chúng ta thấy rõ ràng Phật ngự ở cõi ta và Phật có ở trong ta. Nếu ta nhớ Phật, Phật không quên ta bao giờ. Chỉ có con bỏ cha bỏ mẹ, không bao giờ cha mẹ bỏ các con. Và thầy Tuệ Hải chính là một vị Phật sống đã mang đến cho đời những cái niềm quan lạc và mang cho chúng ta cõi cực lạc tại đây. Sau cùng con xin cảm ơn thầy đã cho con được phát huệ. Và con cũng có xin thầy là nếu như có cơ duyên, thầy cho con thọ Bồ Đề Tâm. Mô Phật. Tự động đi được rồi, riết riết tới 49 ngày là con bự 58 kg. Khi 49 ngày là con còn có 39 kg, mà rất là khỏe. Là con ăn bữa rằm tháng 6 năm 2008, hôm nay là 2009, là con hết bệnh được 9 tháng. Thì hôm nay là ngày dỗ ông sẽ qua con về đây, con thành tâm tri ân ông sẽ qua và thầy Tệ Hải và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật và Đức Phật Dược Sư Lưu Ly cứu con hết bệnh, để con thành tâm cảm ơn và hết dạ. Thì thầy kêu ăn một tuần nữa rồi xuống.
Nhưng con ăn hoài miết, cho đến bây giờ thì tất cả bệnh tật của con được lui hết, không còn bệnh tật gì nữa. Nên hôm nay con xuống đây thành tâm định lễ, con lại 10 phương Phật ba đời hộ trì cho Thầy được mạnh khỏe để giờ dẫn dắt các tất cả chúng sanh được an lạc. Hôm nay con xuống đây con xin nói lên những lời mà con đã thực hiện được của phương pháp của Thầy. Con xin khuyên tất cả bà con, cô bác, ai có bệnh thì ráng mà ăn lại 10 phương Phật sẽ qua hết tất cả, bệnh sẽ hết. Nên con xin nói rằng là mấy Phật tử cố gắng mà ăn, có bệnh thì cố gắng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy cùng quý Phật tử, con tên Quỳnh Ngọc Điệp, năm 1975, con ở xã Nhị Quý, Cây Lậy, Tiền Giang. Hôm nay con xin chia sẻ với quý Thầy và quý Phật. Trước đây con bệnh rất là nhiều, con bệnh xỉn rồi bệnh máu nhiễm mỡ và gan mỡ rất nặng. Hay là con cân nặng tới 58 kg. Sau quá trình ăn thực dưỡng hôm nay con còn có 42 kg. Vì con sụt cân quá nhiều, cả gia đình con đều lo sợ. Trước đây ốm là con thành ra cả nhà không có đồng ý cho con. Vì bệnh nhiều quá còn không có khả năng để điều trị. À, con ăn thực dưỡng, con ăn nay là được 6 tháng thì con đã khỏi bệnh và con cải nghiệp được. Con buôn bán rất là đắt vì con có bé cũng ăn uống theo con và bé học rất giỏi. Và bé đã được đi thi huyện và đã đạt cấp huyện. Và sắp tới đây bé được đi thi tỉnh. Nhưng trong quá trình con ăn là con không có ăn số 7 như quý cô vừa nói. Con chỉ ăn gạo lứt với một món đồ ăn. Nhưng trong quá trình con ăn là con không ăn đường, không ăn trái cây, không uống nước đá. Qua quá trình 6 tháng con thực hiện thì con đã khỏi bệnh. Và con đã học rất giỏi, bé ngoan lắm. Và hôm nay á, con tới đây để trước là con lại Phật và sau con tạ ơn Thầy Tuệ Hải. Nhờ Thầy Tuệ Hải mà con đã khỏi bệnh. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Còn rất nhiều những cái bệnh nhân mà đã sử dụng phương pháp dưỡng sinh có kết quả mà nhưng không có điều kiện và không có phương tiện đến đây để mà trình bày những cái kinh nghiệm của mình trong quá trình ăn dưỡng sinh lành bệnh đến đây. Thì buổi lễ dỗ tiên sinh nó sẽ qua đã xong. Chúng tôi xin mời quý vị Phật tử nào chưa dùng cơm, chúng ta ra những cái bàn ăn để dọn sẵn để dùng cơm trưa. Con xin hồi hương phước này khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh. Mẹ cha khuyên thuộc gần xa